Hôm nay mùng 1 Tết, gia đình Canh Thơ và Lê Quang xin được làm nghi thức lễ đón Chúa Xuân vào nhà. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban sống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đời nghe lời con thiết tha, tình thương nên ấp u con ngày đêm, nhuộm thâm xác hồn tràn lan hương thiêng. Lạy Chúa, Chúa nói ở đâu hai ba người hợp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở giữa họ. Một năm vừa qua với nhiều biến cố, nhưng con cảm ơn Chúa đã gìn giữ mọi người trong gia đình con và đã ban cho mọi người sức khỏe. Năm nay, con cũng xin Chúa cho từng thành viên gia đình con được sức khỏe và bình an. Trước thềm năm mới, gia đình chúng ta long trọng đón Chúa Giêsu vào nhà, để Chúa thật sự là chủ và là Chúa trong gia đình chúng ta suốt năm nay. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa. Chúa phán: Này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Giờ đây trước thềm năm mới, chúng con xin đón Chúa Giêsu qua cửa này vào nhà chúng con để tôn vinh người làm Chúa và làm chủ gia đình chúng con trong suốt năm nay. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúc tụng Chúa là đấng chỉ dẫn đường lối cho chúng con trong cuộc đời. Chúa hướng dẫn chúng con từng đường đi nước bước. Lạy Chúa, xin chúc lành cho cửa nhà này. Mỗi ngày chúng con qua lại nơi đây, xin dẫn đưa chúng con thêm gần nhan thánh và những điều kỳ diệu tình thương Chúa dành cho mỗi người. Lạy Chúa, xin bảo vệ chúng con khi đi cũng như lúc về. Xin cho chúng con biết ân cần đón tiếp những người đến thăm viếng chúng con. Ước gì người nghèo khổ tìm thấy chút nghỉ ngơi trong nhà này và kẻ đói khát nhận được của lót dạ nuôi thân. Chúa là đấng hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bây giờ chúng con xin rước Chúa vào nhà. Dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện tạ ơn, tin tưởng cậy trong và phó thác trong tay Chúa quan phòng. Ngày 22 tháng 1 năm 2023 và cả cuộc sống chúng ta trong năm mới này. Nhìn lại năm cũ đã qua, chúng con thấy mình còn nhiều lỗi lầm và thiếu sót. Xin Chúa ban ơn tha thứ và cho chúng con cũng biết tha thứ cho nhau, để trong năm mới này chúng con sống đẹp lòng Chúa và yêu thương nhau nhiều hơn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong năm vừa qua, chúng con đã nhận được biết bao hồng ân của Chúa.
Xin cho chúng con biết cảm tạ Chúa và sử dụng ân huệ của Chúa ban mà phục vụ tha nhân, để trong suốt năm mới này, đời sống chúng con là một lời cảm tạ Chúa nhân lành vô biên. Xin Chúa nhân lời chúng con sống bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc đầy tràn, nhất là sống trong tình thương của Chúa. Đó là những ước mơ của chúng con. Xin Chúa cho những lời cầu chúc của chúng con trở thành hiện thực trong năm mới này. Xin Chúa nhân lời chúng con. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau đây để kính nhớ tổ tiên, ông bà. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con và giúp chúng con luôn sống phải đạo đối với các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ chúng ta đọc một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thề hình dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là tràng sư, là mẹ con. Con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, cả di vãng, cả hiện tại với tương lai. Đức Thiên Toàn, con cương quyết gắng đi tới. Trông lên mẹ là gương mẫu của đời con. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là tràng sư, là mẹ con. Dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi. Chúc mừng năm mới. Bây giờ chúng ta đã hoàn tất nghi lễ đón Chúa Xuân vào nhà, và hôm nay chúng ta đi ra ngoài. Và bây giờ chúng ta đi ra ngoài đốt pháo. Lì xì trước đi chứ hả? Chúc Tết lì xì trước mình mới đốt pháo sao chứ? Đi ra đây. Linh của sẵn của phát kìa. Đây lì xì quen. Trời ơi. Năm mới. Hôm nay Linh lì xì quen. Cảm ơn. Sức khỏe dồi dào. Chúc bà Linh trẻ khỏe. Làm ăn có tiền nha. Cảm ơn quen. Đây. Trời ơi. Ủa cái gì mà dày dữ vậy? Cục bự dữ trời. Thần tài đến. Chúc bà Tám sức khỏe dồi dào. Làm ăn thành công hơn,
Tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt hơn nha. Cảm ơn Linh Trần. Chúc Linh Trần sức khỏe nè. À, đừng có bị đau lưng, đau gì tùm lum, đau dai, đau gì tùm lum, đừng có bị nữa nha. Rồi chúc cho bà Linh là gặp nhiều may mắn, rồi làm ăn phát tài, nhưng mà làm vừa vừa thôi. Nhiều tiền rồi thì làm ít lại, phải không? Rồi với lại vạn sự như ý nha. Chúc bà Tám tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Rồi, nghe bà két. Đây con cũng có. Không có, không có, con mới là có chứ. Con kính chúc cô Linh năm 2023 sẽ luôn luôn mạnh khỏe, lúc nào cũng mạnh khỏe, lúc nào cũng may mắn, lúc nào cũng vui vẻ, làm cho mọi người xung quanh luôn luôn cười nhiều. Chúc cô Linh, mẹ cướp lời chúc của con, còn tính chúc cô Linh là làm ít nhưng mà kiếm nhiều, thiệt nhiều tiền để làm cái gì cô Linh muốn làm. Còn gì nữa? Cảm ơn ké. Còn gì nữa ta? Thôi, cái đó cô Linh muốn thì nó tới. Chúc bé ké lúc nào cũng ngoan ngoãn, dễ thương, tìm được công ăn việc làm tốt đẹp, ha, khỏe mạnh. Rồi tới tôi lì xì cho bà Linh. Thôi rồi. Chương trình chúc Tết bắt đầu. Chúc đi. Con hả? Con kính chúc ba Lưu Quang năm 2023 thiệt là mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Có chữ chả luôn. Tấn tài tấn không có đọc nha. Tấn tài tấn lộc. Dạng sự như ý, tiền vô như nước. Làm gì tiền vô như nước? Nói chung là không có làm cái gì nhưng mà tiền cũng vô để xài rủng rỉnh là cũng vui vẻ. Mong là ba sẽ đạt được tất cả những gì ba muốn làm, với lại mong là ba sẽ lại tiếp tục đón Tết sau với con nhiều Tết nữa. Rồi, lời chịu khé. Chúc bé két năm mới sức khỏe, chứ học nữa là học, chúc đi làm là tùy nha. Bây giờ két chúc Tết mẹ. Con kính chúc mẹ năm 2023. Ồ lộn. Cái gì vậy? Lại. Con kính chúc mẹ năm 2023 Quý Mão sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe, trẻ mãi không già, YouTube chịu view, thường chịu view, tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt. Đúng rồi. Tấn tài tấn lộc tấn an khang. Mong là dạng sự như ý, suôn sẻ, cái gì cũng suôn sẻ. Chúc mẹ luôn mỉm cười, luôn được nhiều người yêu thương. Mong là giọng hát của mẹ sẽ được nhiều người biết tới. Bay cao bay xa, đang hỏi xa. Cái chỗ hội chợ luôn. Bay ra khỏi cái bô xa này luôn. Chúc mẹ 2023 sẽ là một năm mà mẹ sẽ luôn luôn mỉm cười khi nghĩ lại. Chúc mẹ mạnh khỏe, thiệt mạnh khỏe, mạnh khỏe, mãi mãi mạnh khỏe. Cảm ơn két. Đây là bao lì xì của két. Chúc két lúc nào cũng ngoan như hôm con nay. Con két. Lúc nào cũng ngoan như con két. Hôm nay thôi. Không phải không? Năm Quý Mão này. Không. Lúc nào cũng ngoan ngoãn như mấy năm trước. Sẽ có một công việc làm tốt đẹp như ý, phù hợp mà con thích, và con sẽ thành công trên con đường con đã đi. Rồi. Bây giờ anh hai mắt nhìn
anh nè. Anh thì anh chúc Tết đi. Chúc anh. Ủa đáng lẽ anh phải lì xì cho em chứ. Lì xì chưa em? Chúc xong thì mới lì xì chứ. Lì xì tình yêu. Trong trót, trong trót. Chúc em năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều những cái dự định trong năm cũ sẽ đạt được trong năm nay, và luôn luôn mạnh khỏe, bình an, tiền có nhiều cho anh chúc. Hôn hôn tiền có nhiều cho anh chúc, hôn phu gia quái. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Rồi tới em nè, chúc anh nè. Chúc anh cũng là mạnh khỏe luôn. Rồi luôn vui vẻ. Và khỏe mạnh. Dắt đĩa. Dắt đĩa. Vui vẻ và may mắn. Dạ, yeah, em tới. Rồi, còn bây giờ em làm nhiệm vụ một cái nha. Chúc bà Linh cái đã nè. Bà Linh nè. Lô kẹt. Linh này, chúc Linh rồi đúng không? Bây giờ lì xì cho Linh thôi. Lì xì cho Linh này. Nè, bây giờ làm nhiệm vụ nè. Đứng đây, ba người đứng đây. Bà Tám làm nhiệm vụ. Vậy hùng quá vậy. Đây. Đây là Vân Anh. Giao nhiệm vụ cho bà Tám. Đây là của anh Quang. Của Vân Anh. Cảm ơn Vân Anh rất là nhiều. Và chúc Vân Anh Vân Anh đây nhìn đây nè. Cảm ơn Vân Anh rất là nhiều. Và chúc năm mới, chúc Vân Anh hai vợ chồng nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc. Đây là bé kép của Vân Anh. Lì xì. Con kính chúc cô Vân Anh năm 2023 thiệt hạnh phúc, mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tiền vô như nước, tấn tài tấn lộc, hạnh phúc tràn đầy bên gia đình và người thân. Cảm ơn cô Vân. Nổi tay. Có bà Tám nữa nha. Cảm ơn Vân Anh đã lì xì cho bà Tám. Và chúc cho Vân Anh và gia đình một năm mới sức khỏe, bình an, may mắn và vui vẻ, hạnh phúc. Linh Trần. Cảm ơn Vân Anh nha. Chúc Vân Anh năm mới thành công và may mắn, gia đình bình an, hạnh phúc. Rồi, cảm ơn Linh Trần. Đây, đây là lì xì của người giấu mặt, năm nào cũng có, nhớ không? Của anh. Rồi, xin cảm ơn người giấu mặt. Cảm ơn. Chúc sức khỏe. Mọi điều năm mới sẽ luôn thuận lợi và thành công. Xin cảm ơn chị. Dạ, con cảm ơn cô chú bác. Dạ, cô người giấu mặt. Cảm ơn cô năm nào cũng lì xì cho con. Con chúc cô năm nào cũng vậy, chúc cô thiệt vui vẻ, hạnh phúc, tiền nhiều, làm ăn phát tài, làm ăn thiệt phát tài, nào cũng mạnh khỏe và vui vẻ bên những người cô yêu thương, và chúc cô đạt được mọi thứ mà cô muốn làm trong năm nay. Rồi, bà Tám cũng cảm ơn bao lì xì của chị, và em xin được chúc chị một năm mới nhiều sức khỏe, làm ăn thiệt là phát tài, đông khách và lúc nào cũng hạnh phúc bình an. Rồi bây giờ còn gì nữa ta? Chị Hương ơi. À chị Hương ơi, ra đem lì xì. Ủa, ra kia đứng kìa. Cô Hương được lì xì. Lì xì đã vậy. Chị Hương này. Chị Hương, Linh lì xì cho chị Hương trước đi. Lì xì cho chị Hương. Chúc chị Hương năm mới khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, bình an ha. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Chúc chị Hương nắng nha. Cảm ơn. Đây, chị Hương. Chúc chị Hương mạnh khỏe nha. Dạ. Có nhiều việc làm mà tiền nhiều nhiều nha. Dạ. Lương cao nha, làm việc nhẹ lương cao. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Rồi. Ok. Rồi. Bây giờ mình đi qua bà ngoại, mình chúc Tết bà ngoại. Chúc Tết. Đốt pháo hả? Mình phải đốt pháo mà quên. Mình đốt pháo xong mình qua ngoại nha.
lăng 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 quay điều quay điều quay điều mối tình này đơn sơ quá quay điều quay điều quay điều quay điều những dòng quay dòng pháo rồi xong luôn. Ui đốt đầu quan đốt đầu. Ủa hai đầu rồi hả? Ủa sao đốt hai đầu luôn vậy? Thôi anh đốt một lần chưa? Đốt đầu thôi hả? Ghét đốt không con? Ghét đốt không? Hả? Nó đứng và cả gia đình đứng đây nè, xong mình nhìn vô pháo cho nó hạnh phúc. Bởi kẹt lần đầu tiên trong đời hả? Lần đầu tiên trong đời nó đốt pháo rồi anh. Chà ghê quá. Không, nó chặt, nó cháy nhanh lắm. À quên, nó cháy lẹ. Quên. Nó dục cục quẹt luôn trời ơi. Sao không dùng bao lì xì két? Nó đâu đi tìm pháo lép nè. Đốt đi đốt. Nghề của nàng mà. Có một viên này ha. Lại đây chơi. Thôi đi, đi qua bà ngoại. Gọi bà ngoại chứ. Ôi, năm nay nổ tanh bành luôn. Nổ bành xoát luôn. Thiệt luôn á, còn có thằng viên đó thôi. Banh sát luôn rồi, còn không viên nào hết trơn. Nó kiếm giùm mẹ, viên nào nữa con.
Ừ, tự nhiên cái kiến giùm mẹ. Bây giờ trước khi qua nhà bà ngoại, chúng ta xin chào tạm biệt clip này ở đây. Và hẹn gặp lại clip sau. Một lần nữa xin chúc một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc và vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.